Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài, đường 379 đoạn qua huyện Văn Giang có tổng chiều dài cần giải phóng mặt bằng gần 6 km. Đến nay đã cơ bản hoàn thành các công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công theo cam kết với ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông xây dựng tỉnh Hưng Yên. Hiện nay có bản hoàn thành công tác tách duyệt nguồn gốc đất và ban hành thông báo thu hồi đất, đã vận động được 219 trên 267 hộ gia đình cá nhân nhận tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao trước diện tích gần 25.000 m2 với số tiền đã tạm ứng trên 16 tỷ đồng. Nhà nước có chỉ thị lấy làm đường, chúng tôi cũng đã chấp hành bàn giao mặt bằng cho nhà nước của ruộng của chúng tôi để cho nhà nước làm cho được thông thoáng. Đối với đoạn tuyến thuộc địa bàn xã Long Hưng đã cơ bản bàn giao hết mặt bằng cho chủ đầu tư. Đoạn tuyến thuộc thị trấn Văn Tang bàn giao gần 12.000 m2, địa phận xã Tân Tiến có gần 11.000 m2 đất nông nghiệp của 152 hộ gia đình cá nhân cần giải phóng mặt bằng. Đến nay đã có 112 hộ đã nhận tiền tạm ứng và bàn giao được gần 7.200 m2. Các hộ còn lại đã có phương án để nhận tiền tạm ứng. Tại thời điểm này thì cơ bản đã là xong hết các cái vấn đề là tạm ứng tiền của nhân dân và đã chuyển lên ban quản lý dự án. Thì trong tuần tới thì chủ đầu tư về chuyển trả lốt cái phần còn lại của nhân dân về cái tiền tạm ứng, thì trong tuần sẽ là bàn giao mặt bằng hết cho đơn vị thi công để thực hiện triển khai dự án. Công tác giải phóng mặt bằng qua huyện Văn Giang thì đã cơ bản là đáp ứng được cái tiến độ thi công của nhà thầu. Thì cũng rất mong là ủy ban và các cái ban ngành có liên quan giải phóng lốt cái phần mặt bằng còn lại, cụ thể là 700 mét địa phận qua các cái phần mà có các cái ao thả cá của các hộ dân từ thị trấn về. Còn phần đầu thị trấn thì đã về cái phần chỗ công an huyện và bên bưu điện là đã giải phóng xong. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài là dự án trọng điểm của tỉnh Hưng Yên, có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, là yếu tố then chốt để đẩy mạnh thu hút đầu tư. Do đó, việc thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng đã góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án. Đến nay, dự án của huyện Văn Giang đã cơ bản thi công xong phần nền và 1,6 km làn đường mới đã được thảm bê tông nhựa. Trong tháng 11 này, đơn vị thi công sẽ tiếp tục thảm bê tông nhựa 1,6 km phần làn đường đang lưu thông.